thưa quý thính giả ngày hôm nay tôi hân hạnh tiếp tục quay trở lại chia sẻ gửi tới quý thính giả với một câu chuyện ngắn mà người đàn ông đã chia sẻ về một mối tình vô cùng ngang trái cay đắng của mình như thế này sau đây tôi kính mời quý thính giả cùng các bạn gần xa hãy lắng nghe và theo dõi chi tiết của câu chuyện suy nghĩ nhiều lắm về tình yêu của mình dành cho cô gia đình anh cũng có xe xịn mà anh lúc nào cũng chỉ đi xe thường anh quyết định thay đổi mình và lột xác hoàn toàn vào năm thứ bảy quen cô cuộc sống ở thời điểm hiện tại bất cứ thứ gì cũng có thể xảy ra giống như chuyện của anh và chị cũng vậy anh đã tin tưởng rằng chỉ cần mình trao đi đủ chân thành Thì chắc chắn sẽ nhận được đền đáp ấy thế mà Chẳng thấy cái chân thành của mình Được đền đáp lấy một lần Suốt 6 năm đã qua Anh là người đàn ông có ý chí Bản thân mình tự biết gia đình Không quá giàu có Cũng không đến nỗi nghèo Nhưng anh muốn tự lực sau này Có cho mình một cơ ngơi Để vợ con đỡ vất vả Thế mà không hiểu lý do gì anh lại yêu cô đến như thế Cô cũng không phải là tiểu thư lá ngọc cảnh vàng Nói thật thì là con nhà nông thôn Nhưng anh chưa khi nào chê cô cả Vậy mà từ ngày quen biết em đến giờ Em chưa từng yêu ai Nhưng cũng không một lần đồng ý trở thành người yêu của anh Anh nhớ như in Năm đầu tiên mình tỏ tình với người con gái ấy khi cố gắng làm mọi thứ vì cô ấy thì đổi lại anh chỉ nhận được một cái lắc đầu tình yêu anh dành cho người con gái ấy thật sự chân thành cũng vì thế nên anh rất hy vọng mình sẽ có ngày được rước cô về làm vợ một cô gái không quá xinh đẹp nhưng đủ lôi cuốn khiến anh muốn cuốn mình vào cô ấy vậy mà sáu năm ròng rã ở bên em tất cả mọi thứ từ tiền phòng tiền học của em, anh đều hỗ trợ hết mình trong khả năng có thể. Anh không kể công, chỉ là anh đã cho rằng mình như thế là đã rất vì người khác rồi. Thế mà anh vẫn không tài nào hiểu nổi, suốt 6 năm qua, lần nào anh cũng đến để ngỏ lời mà tại sao cô vẫn không chịu đồng ý? Liệu có phải vì với cô thì anh chỉ là người đàn ông làm dân văn phòng bình thường? thu nhập cũng không có quá cao nên cô mới khéo léo từ chối đến như vậy suy nghĩ nhiều lắm về tình yêu của mình dành cho cô gia đình anh cũng có xe xịn mà anh lúc nào cũng chỉ đi xe thường anh quyết định thay đổi mình và lột xác hoàn toàn vào năm thứ bảy quen cô đánh đến đón cô bằng một chiếc xế sang anh ăn mặc lịch sự khiến cho cô hoàn toàn choáng ngợp anh tạo tình lần thứ bảy vừa bước xuống xe ngỏ lời. Lần này đã là lần thứ bảy anh tỏ tình với em rồi. Em có đồng ý là bạn gái của anh chứ? Em, em hạnh phúc lắm. Em đồng ý ở bên anh đến suốt đời. Em nói thật sao? Anh đã ngỡ ngàng hỏi lại. Thật mà, anh còn nghi ngờ gì nữa? Em đồng ý trở thành người yêu của anh rồi. Thật sự trước biết bao nhiêu người Cô ôm lấy anh hạnh phúc rồi gật đầu đồng ý. Sáu năm làm trai nghèo, tỏ tình đều bị thất bại. Chỉ một lần làm trai giàu có mà anh đã có được cô ở bên mình. Liệu rằng có phải anh đã thành công hay không? Nhận được cái gật đầu từ người con gái mình theo đuổi suốt 7 năm qua. Đến ngay cả bản thân anh cũng không biết mình nên vui hay nên buồn. Có quá nhiều thứ anh không thể nào ngờ đến được. Bởi vì nào có được điều gì xảy ra đâu, anh cảm thấy mình như một kẻ bị lợi dụng. Nếu anh là đại gia từ trước, liệu có phải cô đã trở thành người yêu của anh từ 7 năm trước hay là không? Suy nghĩ mãi về điều này, anh cảm thấy thất vọng, liệu rằng trên đời này vẫn còn có những cô gái thật sự yêu thương anh và chân thành với tình yêu dành cho anh hay không, mà không tính toán địa vị và vật chất? Vâng, thưa quý thính giả Một tình yêu, một câu chuyện mà người đàn ông đã chia sẻ lại Vô cùng trái ngang Mong rằng quý thính giả đưa ra những lời nhận xét Và tiếp theo, kính mời quý thính giả mọi người lắng nghe câu chuyện thứ hai Phát hiện thuốc tránh thai trong túi Vợ vẫn phủ nhận chuyện cặp bồ Vợ tôi thay đổi tính nết thật sự rồi Mới có 3 năm mà cô ấy đã trở thành một con người khác trước đây thi thoảng tôi có lục đồ đạc hay xem điện thoại của vợ cô ấy cũng không tách cứ gì vậy mà giờ đây hễ thấy tôi đụng tới đồ dùng túi sách điện thoại của mình là cô ấy vô cùng tức giận là ó nó nói tôi xâm phạm tới quyền riêng tư ừ thì coi như tôi thô lỗ không biết ý nhưng nếu không làm vậy thì sao tôi phát hiện được vĩ thuốc tránh thai khẩn cấp đang uống dở trong túi của vợ? Tôi có hỏi vĩ thuốc của ai? Có phải cô ấy uống không? Thì cô ấy gặt phát đi. Cô ấy bảo mấy hôm trước cô bạn đồng nghiệp mượn túi rồi bỏ quên thuốc ở trong đó. Vợ chồng tôi lấy nhau được 10 năm. Khi con trai đầu tiên lên 6 tuổi thì cô ấy đi xuất khẩu lao động 3 năm. Mới đầu tôi cũng không đồng ý. Vì tôi chỉ muốn cô ấy ở nhà chăm con Dù gì con cái có bàn tay chăm sóc của người mẹ vẫn hơn Tuy nhiên cô ấy bảo Ai chạy được tiền thì người ấy đi Xét về kinh tế Gia đình tôi thua bên nhà vợ rất là nhiều Vậy nên chỉ trong một thời gian ngắn Vợ tôi đã nhờ bố mẹ đẻ xoay sở đủ tiền Để nộp cho công ty Tôi đành ở nhà buôn bán nhỏ lẻ Và chăm nuôi con nhỏ Cách đây 4 tháng Vợ tôi hết hạn hợp đồng về nước. Chính vì vợ đi xa lâu ngày nên tôi cảm nhận được tình cảm của hai vợ chồng nguội lạnh rất là nhiều. Thời gian cô ấy ở bên kia, tôi cũng thường xuyên gọi điện, đặc biệt từ khi có Facebook, tôi rất hay trò chuyện, hỏi han vợ. Nhưng lúc nào cô ấy cũng nói vài ba câu rồi kêu bận, kêu mệt. Cô ấy có gọi điện về thì chỉ muốn gặp hai con chứ không dành thời gian cho tôi. Về nước cô ấy cũng chỉ quấn quýt hai con thời gian không đi làm thì ở miết nhà ngoại chẳng chăm chút gì cho nhà cửa cửa hàng nhỏ của tôi cũng bận mà chẳng mấy khi cô ấy đỡ đần thời gian gần đây cô ấy xin đi làm cho công ty may gần nhà tuy ăn chung một mâm ngủ cùng một giường nhưng tôi luôn cảm nhận cô ấy luôn coi tôi như người xưng đôi lúc cô ấy so sánh tôi với đàn ông nơi cô ấy đi xuất khẩu lao động cô ấy khen họ lịch thiệp biết chiều chuộng phụ nữ tôi có đòi hỏi Gần gũi Thì cô ấy luôn từ chối Chỉ có đôi lần miễn cưỡng đồng ý Tôi buồn lắm Không ngờ có ngày vợ tôi lại lạnh nhạt với tôi như vậy Tôi cố gắng quan tâm Chiều chuộng cô ấy Nhưng mọi nỗ lực không làm cô ấy thay đổi Tôi sợ cô ấy đã có người khác Nên không còn tình cảm với tôi nữa Thực sự hiện tại tôi thấy buồn Mỗi lần về nhà Vợ chồng chẳng nói với nhau câu nào Tôi chỉ muốn ly hôn ngay tôi phải làm gì để thay đổi tình hình hiện nay đây vâng hai câu chuyện có hai hoàn cảnh hai chủ đề khác nhau đến đây cũng là kết thúc mong rằng quý vị và các bạn gần xa đưa ra những lời chia sẻ bình luận tôi rất chân thành cảm ơn đến đây tôi xin chào và hẹn gặp lại quý vị những video tiếp theo